Về miền quê, cuộc sống người dân chất phác, lương thiện lắm. Chỉ có điều là chưa có ý thức bảo vệ môi trường thiên nhiên và động vật thôi. Không có nhận thấy được cái tầm quan trọng đó, bởi vì sống còn khổ cực quá mà làm sao mà ý thức được cái đó. Thế nên hy vọng chùa Long Bổ phát triển cái giáo dục cho trẻ nhỏ để mấy em biết yêu quý bảo tồn động vật hoang dã, môi trường sống tự nhiên của các loài vật.